Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Hưng Thiện. Buổi sáng hôm nay theo khóa tu thường nguyệt, quý Phật tử trở về đây để tham dự cùng học hạnh xuất gia, dù chỉ một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, nhưng đó là chánh nhân xuất thế và cũng là thềm thang để đưa quý vị bước vào chân trời giải thoát. Lời nói đầu tiên xin kính chúc cho toàn thể quý Phật tử có một ngày tu thanh tịnh và an lạc. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý Phật tử thân mến, giữa cuộc sống đời thường còn quá nhiều bận buộc lo toan bởi cơm, áo, gạo, tiền. Thế nhưng quý Phật tử vì tinh thần mến mộ Phật Pháp, hiểu rõ cái giá trị cao quý của việc tu học, do đó quý vị đã gác bỏ hết mọi thế duyên để trở về nơi đạo tràng cùng tham dự khóa tu để học hạnh xuất gia, hướng đến con đường giải thoát giác ngộ. Và đặc biệt, toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Hưng Thiền hôm nay, đó là những hành giả phát Bồ Đề tâm, tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, quyết chí một đời cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, có phải vậy không quý vị? Kính thưa quý Phật tử, có thể nói thiện tai, lầm thai, quý quá thai. Vì sao? Giữa biển đời mênh mông bao la và với cuộc sống mưu sinh còn quá nhiều bận buộc, chật vật, thế mà quý vị đã phát khởi tâm thiện lành để hướng đến con đường tu học và còn phát Bồ Đề tâm hướng đến sự giải thoát. Khi ta biết rõ ta bà khổ, ta bà lắm khổ, cực lạc vui, cực lạc chỗ nhàn vui, Tây Phương Cực Lạc nguyện phản hồi để dứt lìa sinh tử, nổi trôi sáu đường, đúng không quý vị? Nhưng trong thực tế cuộc sống thì quý Phật tử nhìn thấy rõ, dù đục, dù trong, con sông vẫn chảy, dù cao, dù thấp, cây lá vẫn xanh, dù kẻ phàm phu hay bậc tu hành, đều phải sống từ những gì rất nhỏ. Ta thường trách cuộc đời sao méo mó, sao ta không tròn nhìn ngó tự tâm. Đất ôm cho những hạt giống nảy mầm, nhưng chồi lại vươn lên tầm ánh sáng. Nếu thật sự đường đời đều trơn láng thì chắc gì ta nhận ra ta, phải không quý vị? Và sống phiêu linh nơi đất khách ta bà, sống phiêu linh ở trong đất khách ta bà đó thì có đau khổ mới thiết tha cầu giải thoát. Nếu không có đau khổ thì chúng ta không có phát tâm tu để làm cái gì. Có đau khổ ta mới thiết tha cầu giải thoát. Cho nên quý Phật tử đừng trách rằng sau cuộc đời này tôi quá nhiều đau khổ, tại sao lại có những sự bất hạnh, rủi ro, không may lại đến với cuộc đời tôi quá nhiều. Tại sao người ta lại đối xử với tôi như thế này, như thế nọ? Tại sao cuộc đời tôi trăm đắng ngàn cay, ba chìm bảy nổi, chín cái linh đinh? Mà quý vị hãy nhìn đó, tất cả mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này, từ một dòng sông thì dù cho nó đục hay nó trong thì con sông nó vẫn chảy, phải không quý vị? Đâu phải vì nó đục mà nó không chảy, hoặc là nó trong nó bị chướng ngại cái gì, mà dù đục dù trong thì con sông vẫn chảy, dù cao hay là dù thấp cây lá nó vẫn xanh. Quý vị nhìn ra có những cây cổ thụ cao chọc trời,
Nhưng chúng ta đừng tưởng rằng những cây cổ thụ này nó vẫn đứng trơ gan cùng tuế nguyệt, mà nó phải trải qua không biết bao nhiêu nắng mưa dầu dãi. Và chúng ta nhìn thấy đó, dù là cây cao hay là cây thấp, thì cây lá nó dù cao dù thấp, cây lá nó vẫn xanh. Thì dù là kẻ phàm phu hay những bậc tu hành đều phải sống từ những gì rất nhỏ, đúng không quý vị? Chúng ta cũng phải điều tự mình trong cuộc sống này cũng phải trải qua từ những gian lao khó khổ cho đến những sự thành công trong cuộc sống. Thì tất cả chúng ta đều cũng phải trải qua những cái đó. Nhưng ta thường trách là cuộc đời sao méo mó. Vậy thì tại sao chúng ta không tròn để nhìn ngó tự tâm của mình? Quý vị nhìn thấy đất nó ôm cho những hạt giống nảy mầm, nhưng chồi nó lại vươn lên để tầm ánh sáng. Nếu tất cả cuộc đời, đường đời này đều trơn láng thì chắc gì ta nhận ra ta. Sống phiêu linh nơi đất khách ta bà, có đau khổ mới thiết tha cầu giải thoát. Đó là lời có muốn gửi gắm với quý Phật tử hôm nay. Có trong những nỗi khổ, niềm đau thì chúng ta mới có được sự giác ngộ và thiết tha để mong cầu giải thoát. Vậy xin hỏi quý Phật tử, cuộc đời của mình đã trải qua bao nhiêu phong ba bão tố, ba chìm bảy nổi, chín cái linh đinh rồi? Ngay giờ này quý vị có phát khởi cái tâm giác ngộ cầu giải thoát hay chưa quý vị? Có không? Có, xin chúc mừng quý Phật tử. Và còn con muốn gửi gắm với quý vị hôm nay, quý vị nhìn thấy đó, trời cao đất rộng bao la, non xanh nước biếc sơn hà bao quanh, dưới biển rộng trên thì có trời xanh, con chim chắp cánh bay quanh đất trời. Trong sống trong cõi tạm cuộc đời vô thường quyển quá, người ơi nhớ này, ta bà khổ cảnh lắm thay, Tây phương chắp cánh thẳng bay trở về, được không quý vị? Và chủ đề mà con xin trích dẫn lời khai thị của chư vị Tổ Tịnh Độ Tông để trao tặng cho quý Phật tử hôm nay và chúng ta cùng chia sẻ trong tinh thần của Đạo Pháp. Chủ đề mà gửi gắm cho quý Phật tử đó là chấp cánh Tây Phương. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trời cao đất rộng bao la, non xanh nước biếc sơn hà bao quanh, quý vị nhìn thấy dưới thì có biển rộng, trên thì có trời xanh, con chim chắp cánh bay quanh đất trời. Con chim nó được chắp cánh bay quanh đất trời, nó nhờ vào cái đôi cánh của nó, đúng không quý vị? Còn chúng ta ngày hôm nay sống trong cõi tạm, cuộc đời vô thường quyển quá, người ơi nhớ này, ta bà khổ cảnh lắm thay, Tây phương chắp cánh thẳng bay trở về. Chúng ta hãy chắp cho mình một đôi cánh để bay về Tây phương, là ý nghĩa mà con muốn trao tặng cho quý vị trong thời pháp thoại sáng hôm nay. Và đôi cánh mà chúng ta cần phải chắp để bay về Tây phương đó chính là gì? Đôi cánh đó được đề cập hôm nay qua lời khai thị của Liên Trì Đại Sư, đó chính là nhị lực, tự lực và tha lực, chính là hai cái cánh mà giúp cho chúng ta bay về Tây phương cực lạc đó quý vị ơi. Và còn một ý nghĩa thứ hai nữa, hai cái cánh của con chim giống như hai cái cánh để giúp cho chúng ta bay về Tây phương. Con xin tạm mượn lời khai thị của Hám Sơn Đại Sư, cũng là một trong bốn vị cao tăng đời nhà Minh. Ngài cũng xiển dương về pháp môn tịnh độ, và Ngài chia sẻ với chúng ta cái đôi cánh mà chúng ta cần phải có để bay về Tây phương, được gọi là nhị tu, tu phước và tu huệ đó quý vị ơi. Vậy thì hôm nay quý Phật tử sẽ tìm hiểu về đôi cánh.
đôi cánh để chấp cánh Tây Phương. Nó thuộc về hai ý nghĩa vô cùng quan trọng. Mà ý nghĩa thứ nhất, con xin trích dẫn lời khai thị của Liên Trì Đại Sư, đó chính là nhị lực. Hay ý nghĩa này, theo tinh thần của Thiện Đạo Đại Sư tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông cũng gọi là nhị lực, tức là tự lực và tha lực, được ví như đôi cánh của con chim, để giúp cho chúng ta nhờ đôi cánh này mà bay về Tây Phương. Còn ý nghĩa thứ hai là nhị tu, là theo tinh thần của tác phẩm Mộng Du Tập của Hám Sơn Đại Sư, ta phải có một đôi cánh mạnh để vượt khỏi trùng dương vạn dặm, bay thẳng về Tây Phương. Và đôi cánh đó chính là nhị tu, tu phước và tu huệ. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời khai thị đầu tiên mà con trích dẫn, đó là Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Ngài dạy như sau: ta cùng với tất cả chúng sanh cứ mãi lang thang phiêu bạt nơi ba cõi sáu đường, giống như con chim mà nó bị giam nhốt trong một chiếc lồng, và nó lẩn quẩn lanh quanh không ra khỏi chiếc lồng này. Biển trần khổ sóng bồng lai láng, kiếp phù sinh đáng chán biết bao, tấm thân chìm đắm dạt dào mịt mờ, chưa biết ngày nào thoát ly hết. Quý vị ơi, cứ mãi lang thang dông ruổi trên con đường trần hệ lụy, ta giống như con chim bị nhốt, chạy tới chạy lui không ra khỏi chiếc lồng, lẩn quẩn lanh quanh trong vòng tam giới, trong vòng lục đạo. Tam giới đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, ta gọi là ba cõi. Ta vẫn lẩn quẩn lanh quanh ở trong dòng hệ lụy của sáu đường trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cứ quẩn quanh trong kiếp sống luân hồi, lên xuống nổi trôi lòng vòng, không thoát ra khỏi, giống như con chim bị nhốt vậy. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy chấp cho con chim đó một đôi cánh mạnh, để nó có thể phá vỡ chiếc lồng kia, tung mây lướt gió bay giữa bầu trời cao rộng và thẳng hướng về Tây Phương Cực Lạc, được không quý vị? Liên Trì Đại Sư ngài nói, một đôi cánh mạnh để giúp cho con chim tung mây lướt gió trực bản Tây Phương, đôi cánh đó được gọi là nhị lực, tức là hai năng lực. Thứ nhất tự lực, thứ hai tha lực. Ngài còn giải thích rõ ràng tự lực là gì? Là năng lực của tự thân. Tha lực là gì? Là năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Bây giờ riêng về tự lực, tức là năng lực của tự thân, thì quý Phật tử cần phải có bốn thứ năng lực sau đây. Thứ nhất, tự thân của chúng ta phải có năng lực của trí quán sát thấy rõ ta bà là đau khổ. Quý vị có nhìn thấy cõi ta bà này đau khổ không quý vị? Có không? Khổ hay là vui? Khổ thì nhiều, vui quá ít. Cái khổ thì triền miên, cái niềm vui thì nó mong manh, nó giống như những thứ có cánh, trong thoáng chốc lại bay đi. Nhưng những nỗi khổ niềm đau thì nó cứ mãi đeo bám theo ta như bóng không rời hình. Cho nên nói cảnh giới ta bà lắm nhiều đau khổ. Nhưng có những lúc chúng ta không nhận ra cái sự khổ đó, mà trong cái khổ ta nhận lầm cho nó là vui. Có đúng vậy không quý vị? Nhận lầm cái khổ cho là vui. Chúng ta không nhìn thấy rõ cõi đời này nó vô thường, nó quyển quá, thấy đó rồi mất đó, hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi, đúng không quý vị? Nếu quý vị có được một cái năng lực của tự thân, mà năng lực này là năng lực của trí tuệ để quán chiếu, để thấy rõ, thấu triệt rõ cái cảnh duyên ta bà, không để cho vọng duyên, vọng cảnh đó nó lừa đảo, nó mê hoặc mình, thì với cái năng lực tự thân, với cái trí quán chiếu như vậy, thấy rõ ta bà đau khổ, để chúng ta phát khởi cái tâm sợ hãi, nhàm chán, để mong cầu giải thoát.
Cho nên trong cái bài thơ mở đầu con có nói đó, có đau khổ mới thiết tha cầu giải thoát. Quý vị ơi, chúng ta đừng thấy những cái cảnh khổ đau kia rồi cái chúng ta nói ôi kệ nó đi, tới đâu rồi tới, mà cũng không phải vì những nỗi khổ niềm đau đó mà chúng ta phải sợ hãi để tìm một cái nơi nào để trốn, để tránh. Trốn cũng không khỏi, tránh cũng không thoát đâu. Khi ta có mặt trên cuộc đời này thì ta phải chấp nhận cái quy luật của một đời người sinh lão bệnh tử, và chúng ta cũng phải nằm trong cái quy luật vô thường, biến động, đổi thay, không ai tránh khỏi hết. Quý vị ơi, hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, mà đến khi mái tóc của chúng ta đã bạc màu thì chúng ta thấy rõ bệnh tật ở trên thân rất nhiều, đúng không quý vị? Và không bao lâu thì tử thần lại xuất hiện. Nếu chúng ta cứ để một đời trôi qua, danh lợi tình ăn ngủ năm dục cứ buông lung, sống ta tùy thuận việc đời và bảo rằng chết ta yên nghỉ, nào khơi sự buồn, cần gì phải lo làm chi, tới đâu nó tới, sống cứ hưởng thụ, chết hết. Nhưng chết có phải là hết hay không? Nếu sống chỉ lo hưởng thụ, chết là hết, thì chúng ta không cần phải tu để làm gì. Nhưng chết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo, và chúng ta lại theo nghiệp lực mà mình tạo tác, cái năng lực của nghiệp đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta cứ mãi chuyển tiếp tái sanh trong cái kiếp luân hồi bất tận. Mà cuộc hành trình sanh tử đó ta đã trải qua từ vô lượng kiếp mãi cho đến ngày hôm nay rồi. Quý vị ơi, quá sợ hãi. Giữa cuộc đời này mấy mươi năm thôi, ngoảnh nhìn lại ta thấy giống như là một giấc mộng, mà mình bản thân mình đã từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời, đã từng nếm trải đủ hương vị rồi. Hãy phát khởi cái tâm sợ hãi nhàm chán mà lo tu tập để cần cầu giải thoát đi quý vị ơi. Trăm năm trong cõi người ta, giật mình ngó lại như là chim bao, chung quy kẻ trước người sau, tấm thân quyển giả có nào bền lâu, hoặc là một nắm mồ khâu chôn vùi ba tấc còn đâu vóc hình, hay là ngọn lửa vô tình đốt thiêu cháy rụi thân hình tro than. Cuộc đời có hợp có tan, nhất tâm niệm Phật liên bang trở về được không quý vị? Chiếc cánh đầu tiên mà chúng ta cần phải chấp để có được cái cánh này được gọi là cái năng lực của tự thân. Mà trên phương diện năng lực của tự thân nó có bốn yếu tố sau đây mà quý vị phải phát triển cho bằng được nơi chính bản thân của mình phải có. Tức là năng lực tự thân của chúng ta phải có cái trí để quán chiếu, để thấy rõ cái cảnh duyên ta bà đau khổ vô thường quyển quá, để phát khởi cái tâm nhàm chán sợ hãi để mong cầu thoát ly ta bà, và hâm mộ cõi cực lạc là một cõi thuần vui để phát nguyện sanh về. Vậy xin hỏi quý Phật tử có nhìn thấy rõ cuộc đời này chưa? Mà nếu có thấy, nhìn thấy rồi có rõ không? Hay là hốt giác hốt mê vậy quý vị? Lúc thì nó mờ mờ, lúc là ảo ảo, lúc thì nó hiện rõ cho mình thấy, nhưng mà mình lúc thì giống như là cái bóng mờ ảo ảnh vậy. Do đó quý Phật tử cần phải thường xuyên thân cận Tam Bảo, nghe học chánh pháp để chúng ta nuôi dưỡng và phát triển Bồ đề tâm của mình. Và nhờ nghe học Phật pháp, nhờ có sự quán chiếu tư duy, nhìn thấu, hiểu rõ, quý Phật tử nhận chân được ta bà đau khổ bằng cái thực trạng khổ đau hiện thực đó, cùng với sự quán chiếu thấy rõ vô thường quyển quá từ thân tâm cho đến hoàn cảnh không có cái gì bền chắc. Cái thân như tấc bóng chiều, như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi. Cái thân này giống như là bọt nước dễ vỡ chóng tan. Cho nên quý Phật tử hãy nhớ khắc ba chữ vào trán, in ba chữ vào tim: hàng dễ bể, đồ dễ vỡ. Tức là cái thân này là cái hàng dễ bể, là cái thứ đồ dễ vỡ lắm. Nó không có bền, không có chắc đâu, có muốn giữ cũng không được. Ta mượn cái giả
ta đổi cái thật đi quý vị. Đừng vì cái giả này mà lo toan, hãy vì cái thật kia mà tính cho mình trước đi quý vị. Hãy đem cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp mang tính chất vô thường quyển hóa này, chúng ta tu tạo những công đức phước lành để lấy đó làm hành trang tư lương, đổi lấy cái thân do hoa sen quá xanh, thanh tịnh, trong suốt, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu, ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, được không quý vị? Cho nên tự thân của chúng ta phải có năng lực quán chiếu để thấy rõ. Hồng trần là cõi tạm, trần thế này chỉ là chỗ tạm nương, giống như quán trọ ở ven đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn diễn phương. Trần gian cõi tạm, có chi phải ham? Có chi đâu mà chúng ta phải ham hố, phải mê, phải nhiễm? Thân này còn không gìn giữ được, huống chi cái vật ở ngoài thân. Nhắm mắt xuôi tay, của trần ta trả lại cho trần, bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng thôi quý vị. Hiểu được điều đó rồi, chúng ta phát khởi cái tâm giác ngộ, nhìn thấu rõ ta bà đau khổ và đầy chung quanh chúng ta, từ thân tâm và hoàn cảnh đều mang tính chất vô thường, vô ngã. Do đó chúng ta mượn cái giả này để đổi lấy cái thật, mượn cái thân quyển giả này để tu tạo những công đức, để đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do hoa sen quá xanh ở Tây Phương Cực Lạc, được không quý Phật tử? Và cũng trên phương diện năng lực của tự thân, ta gọi là tự lực. Liên Trì Đại Sư Ngài bảo chúng ta là phải có cái năng lực tinh tấn niệm Phật. Bởi vì niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, và niệm lâu dài nó sẽ tự chuyển hóa phàm tâm của mình. Quý vị biết không, tội và nghiệp mà chúng ta tạo ra trong nhiều đời, nhiều kiếp, nếu mà nó có hình tướng tận hư không pháp giới, chứa không hết quý vị ơi. Và trong cái kiếp sống hiện tại mà chúng ta mấy mươi năm vì cuộc sống mưu sinh, vì lo cho bản thân, lo cho gia đình, lo cho con, lo cho cháu, lo cho người thân, chúng ta cũng tạo không biết bao nhiêu nghiệp thiện có, ác có. Bây giờ mình ngoảnh nhìn lại rồi, sợ hãi hay không quý vị? Đến tuổi về già, các căn suy hoại. Lúc này nè, từ 50 tuổi trở lên là quý vị sẽ nhìn thấy rõ liền sự biến chuyển đổi thay trên cái thân này. Thân thể của chúng ta nó biến chuyển đổi thay. Và 50 tuổi trở về trước đó, thì chúng ta còn chịu cái quả báo của đời trước hay nhiều đời trước. Nhưng mà 50 tuổi trở về sau là bắt đầu cái phải chịu cái quả báo có khi đời này nữa đó quý Phật tử ơi. Hãy nhớ rõ điều đó. Cho nên quý Phật tử hãy phát khởi cái tâm giác ngộ để tha thiết tinh tấn nỗ lực niệm Phật. Vì công năng của sự niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp trong đường sinh tử 80 ức kiếp. Đó là lời của Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy trong Quán Kinh, tức là Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và công năng của sự niệm Phật còn giúp cho chúng ta chuyển hóa phiền não, vọng tưởng, những cái tập khí, thói quen xấu ác, những phiền não lậu hoặc, thì nhờ công năng của sự niệm Phật sẽ chuyển hóa. Cho nên hằng ngày quý Phật tử phải nương vào cái năng lực của tự thân, tinh tấn niệm Phật để chuyển hóa phiền não khổ đau, được không quý vị? Nhờ niệm Phật cho nên ở trong hoàn cảnh chướng duyên, quý vị vẫn nở một nụ cười, gặp cảnh duyên mà không may đến với mình, cái Nam Mô A Di Đà Phật, con biết rồi, Phật cho con nhìn thấy rõ cuộc đời là đau khổ để nhắc nhở con tu hành, cái gặp cảnh khổ chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nguyện tinh tấn tu tập để một đời này thoát khỏi cái cảnh khổ ta bà, để được sanh về cái thế giới liên hoa của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc. Hãy làm như vậy nghe quý Phật tử. Rồi gặp những cái hoàn cảnh mà nó thuận duyên đến với mình thì quý Phật tử cũng chắp tay lại, Nam Mô A Di Đà Phật, con biết rõ cuộc đời này nó vô thường, nó quyển hóa,
Khi tỉnh mộng lúc tàn canh giật mình, mình lại thương mình xót xa. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Có những người cũng ngày nào lên xe xuống ngựa, ăn sang mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, nệm ấm chăn êm. Nhưng đùng một cái rồi sự vô thường đến, cũng trắng tay phá sản, rồi còn vướng dấp nợ nần nữa chứ. Họ lâm vào những cảnh ngộ. Vì sao vậy? Vô thường mà, phải không quý vị? Có cái gì bền chắc đâu. Cho nên gặp những cái cảnh duyên mà xui rủi, bất hạnh, không may đến với mình, thì mình cũng nhận ra cái sự vô thường, quyển hóa, đau khổ của kiếp nhân sinh, để phát bồ đề tâm, tinh tấn niệm Phật, cầu vãng sanh, thoát ly tam giới. Gặp những hoàn cảnh khổ đau, chướng ngại đến với mình, thì quý Phật tử đây cũng tha thiết niệm Phật cầu vãng sanh. Gặp những cảnh duyên thuận đến với mình thì quý Phật tử cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Con biết rõ cuộc đời này có cái gì đâu bền chắc, nhưng do cái phước duyên thuận duyên đến với con thì con cũng không mê nhiễm hồng trần, vì con biết rõ ở trăm năm rồi cũng phải một cõi đi về, đúng không quý Phật tử? Do đó mình tinh tấn, mình niệm Phật để mình cầu giải thoát. Và nhờ cái công năng của sự niệm Phật đó, chúng ta chuyển hóa được tham sân si phiền não. Quý vị ơi, gặp cảnh thuận ta không tham, gặp cảnh nghịch ta không buồn giận. Và chúng ta lại có được cái trí tuệ quán chiếu thấy rõ về mặt nhân quả. Ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh, chắc chắn ta sẽ có cái quả thấy Phật vãng sanh. Và ngày nay chúng ta gặp cái quả báo khổ, ta biết rõ đó là cái nhân xấu ác ta đã gieo trồng trong quá khứ, vui vẻ đón nhận, xem như trả nợ. Gặp cái hoàn cảnh vui đến với mình thì đó cũng là do cái nhân tốt lành mà ta đã gieo trồng trong đời trước. Ta nỗ lực để phát triển những hạnh lành, dù trong hoàn cảnh nào khó khăn ta vẫn phát triển những hạnh lành. Gặp những cái hoàn cảnh mà chướng ngại, ta cũng không vì thế mà sanh ra buồn bực, chán nản, đổ lỗi cho người này, trách móc người kia, rồi lại trách trời Phật sao không linh. Trong khi đó chúng ta phải có đủ niềm tin đối với đạo lý nhân quả, đúng không quý vị? Cho nên về năng lực của tự thân, quý Phật tử phải tự mình để tinh tấn niệm Phật, chuyển hóa phiền não, và đừng để cho cái tâm ý của chúng ta nó xen tạp những cái vọng duyên vọng cảnh, nó tác động, nó xen tạp vào những thứ vọng tưởng lăng xăng loạn động, làm cho ta không yên ổn chút nào. Bên cạnh đó còn có các thứ phiền não tham sân si, ngã mạn, cống cao, tật đố, đó là những thứ giặc, nó sẽ giết chết giới thân huệ mạng của chúng ta, và nó cướp đi những thánh tài công đức vô lậu của ta. Ta phải nương vào công năng của sự niệm Phật để chuyển hóa những tập khí thói quen xấu ác, và chuyển hóa phiền não vọng tưởng ngay trong hiện tại. Đó là việc làm nơi tự thân của chúng ta, mà gọi là tự lực đó quý vị ơi. Trên phương diện thứ ba, cũng nương vào năng lực của tự thân, hằng ngày quý Phật tử phải biết lễ Phật sám hối để tiêu trừ tội nghiệp của mình. Bồ Tát Di Lặc là một vị đẳng giác Bồ Tát, giờ này ở tại nội viện của cung trời Đâu Xuất, chỉ còn một lần nữa sanh lại cõi nhân gian để viên mãn thành tựu Phật quả, cho nên gọi Ngài là một vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Vậy mà trú dạ lục thời, ngày đêm sáu thời, Bồ Tát Di Lặc cần phải sám hối nghiệp chướng. Phổ Hiền Bồ Tát trong thập đại nguyện vương cũng khuyên chúng ta cần nên sám hối nghiệp chướng của mình, đúng không quý vị? Hôm nay quý Phật tử phát bồ đề tâm tu hành rồi thì cần phải hằng ngày lễ Phật sám hối để tiêu trừ tội nghiệp quý vị ơi. Và ý nghĩa quan trọng của sự lễ Phật sám hối ở đây đó là ăn năn tội trước, chừa bỏ lỗi sau, không cho tái phạm, được không quý vị? Trước kia con mê lầm bất giác,
không phân biệt được tội phước, không hiểu biết về nhân, về quả. Con đã lỡ lầm gây tạo những điều sai trái tội lỗi, tạo nghiệp rất nhiều. Ngày nay trước Phật Đài, con xin thành tâm sám hối những tội lỗi xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân khẩu ý biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, sáu căn phóng túng buông lơi, con đây khó tránh khỏi nơi tội tình, những tội nghiệp tự mình gây tạo hay cùng người gián tiếp trợ duyên. Ngày nay cung đối Phật tiền, thành tâm sám hối tội khiên bao đời, ngày sáu thời chuyên lo tu tập, nhiếp sáu căn kiến lập tư lương, hồng danh Phật hiệu xưng dương, lâm chung chánh niệm Tây phương nguyện về. Đã bao kiếp hương quê xa cách, chịu biết bao khổ ách lầm than, từ bi Phật duỗi tay vàng, đưa con thoát khỏi ngục đàn tử sanh. Xin phát nguyện thực hành tịnh giới, kể từ nay sắp tới tinh chuyên, giữ gìn ba nghiệp trọn hiền, sáu căn thanh tịnh vẹn tuyền mới cam, được nương tựa già lam Phật cảnh, thoát xa đời ảo ảnh phù du. Con nguyện quyết chí chuyên tu, làm dân đất Phật thiên thu sống còn, đường giải thoát lòng con chí dốc, dù gian lao khó nhọc không sờn, nương theo giáo pháp chánh chơn, đạo tâm chẳng dám khinh lờn dễ vui, được thưởng thức vị mùi chánh giáo. Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng, con nay sám hối vừa xong, sáu căn thanh tịnh lòng không não phiền, xin đem hết phước duyên cộng tụ, hồi hướng cầu sanh tịnh độ lạc bang, từ nay dứt sạch nghiệp oan, nhất tâm niệm Phật liên bang trở về. Hãy nhất tâm niệm Phật, sám hối, ngăn chặn không cho tái phạm lại lỗi lầm xưa, để tiêu trừ tội nghiệp trong quá khứ của mình, để chấp cho mình có được một đôi cánh mạnh bay về Tây phương cực lạc, được không quý Phật tử? Đó là cái năng lực thứ ba của tự thân mình đó nghe. Trên phương diện thứ ba cũng là năng lực tự thân. Phương diện thứ tư, tự thân của chúng ta phải có năng lực của tín nguyện sâu thiết quý vị ơi. Tin cho thật sâu, nguyện cho tha thiết, tin sâu vào lời Phật dạy và phát nguyện tha thiết một đời cầu sanh Tây phương cực lạc thế giới. Ngã kim phát tâm bất vị tự cầu, nhân thiên phước báo, thinh văn duyên giác, nải chí quyền thừa, chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm. Quý vị đọc cái bài này trong hồng danh sám hối, đọc cái đoạn văn này, quý vị có biết được cái ý nghĩa. Con nay phát tâm không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời, nhẫn đến cái quả vị của tam thừa, đó là thinh văn duyên giác và Bồ Tát, con cũng không cầu, mà duy y tối thượng thừa, có nghĩa là cầu cái quả vị tối thượng nhất thừa, đó chính là cầu Phật đạo đó quý vị. Phật quả hay là Phật đạo, chúng ta chỉ cầu thành Phật cứu độ chúng sanh quý vị ơi. Mà muốn mau chóng thành Phật thì quý Phật tử một đời này chuyên tu tịnh độ, nương vào năng lực của tự thân, tín nguyện tha thiết, và chúng ta còn nương vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Đó là cái chiếc cánh thứ hai. Cái cánh thứ nhất là của tự thân mình, cái cánh thứ hai là tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Trong 48 lời thệ nguyện khi Ngài còn tu nhân, thì Đức Phật A-di-đà là một vị tỳ kheo tên gọi là Pháp Tạng. Ngài đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát ra 48 lời thệ nguyện để tiếp độ chúng sanh, để nhiếp thọ chúng sanh. Trong đó đại nguyện thứ 18 rất quan trọng, mà hôm nay chúng ta nương vào đại nguyện này mà tu tập theo pháp môn tịnh độ. Trong đại nguyện thứ 18, Ngài nguyện rằng: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh trong mười phương
chí tâm tin tưởng, ưa thích, hâm mộ cõi nước của tôi, hãy xưng danh hiệu của tôi từ 1 đến 10 niệm mà không được xin về, tôi thề không thành Phật. Cho nên đại nguyện thứ 18 gọi là thập niệm tất sanh, 10 niệm được vãng sanh. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta có tin tưởng, ưa thích, hâm mộ cái cõi nước cực lạc thuần vui mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giới thiệu trong kinh A Di Đà. Quý Phật tử nghe lời Phật giới thiệu cảnh giới Tây phương cực lạc đó, cách cõi ta bà chúng ta đang ở đây 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên gọi là cực lạc. Giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng Phật nhãn thấy rõ đây là một cõi nước thanh tịnh, trang nghiêm, thù thắng, chánh báo trang nghiêm, y báo trang nghiêm. Nơi cảnh giới Tây phương cực lạc toàn là các bậc thượng thiện nhân, các hàng Bồ Tát. Và những chúng dân ở miền cực lạc đó thân thanh tịnh, tâm không vướng mắc, mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan. Cho hay người ở lạc bang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời, cho nên gọi là cực lạc đó quý vị ơi. Chúng ta phát tâm hâm mộ để cầu sanh về cõi nước này, và muốn được như vậy thì nương vào đại nguyện thứ 18, hãy xưng danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, trì danh niệm Phật, mà 10 niệm là được vãng sanh. 10 niệm dễ hay khó quý Phật tử? Khó. Tại sao quý Phật tử nói khó vậy? Nãy giờ khi bước vào trong đạo tràng chưa có nhận giới pháp là con đã nghe quý Phật tử được sự hướng dẫn của quý sư cô cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quý vị niệm liên tục như vậy, vậy là 10 niệm dễ hay khó? Tuy chúng ta đầu mồm thì A-di-đà-phật, nhưng không biết ở trong tâm của chúng ta có A-di-đà-phật hay không. Miệng thì A-di-đà-phật, tâm phải có A-di-đà-phật, nghe quý vị. Phải có sự hiện diện của A-di-đà-phật trong tâm của chúng ta. Cho nên miệng thì chúng ta xưng tụng, nhưng mà tâm phải nhớ nghĩ, ghi nhận một cách rõ ràng. Tai của chúng ta lắng nghe, chúng ta phối hợp các căn, 6 căn chúng ta biết phối hợp để trì danh niệm Phật đây, vừa miệng xưng tán danh hiệu của Ngài, lỗ tai của chúng ta lắng nghe, cái tâm của chúng ta ghi nhận, hơi thở ra vào theo đó A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc là quý vị niệm từng tiếng A-di-đà-phật mà nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Trong tâm của chúng ta phải có sự hiện hữu của A-di-đà-phật thì chắc chắn vãng sanh quý vị ơi. Mà muốn được như vậy thì quý Phật tử phải có tin sâu và nguyện thiết. Tín nguyện là cái chủ động để đưa đến sự hành trì. Nếu lòng tin của chúng ta không có sâu chắc và cái tâm nguyện không có tha thiết muốn vãng sanh thì tin chắc sự hành trì lúc thì tinh tấn, lúc thì giải đãi, lúc có lúc không, lúc ẩn lúc hiện. Cho nên quý Phật tử phải tín nguyện đầy đủ. Liên Trì đại sư cùng với Ngẫu Ích đại sư, tổ thứ 8, tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông, hai vị đại sư này cùng một quan điểm và khai thị cho chúng ta rằng muốn được vãng sanh hay không là do chúng ta có tín nguyện đầy đủ hay không. Vậy thì lòng tin của quý vị đã đầy đủ chưa? Đầy đủ chưa quý Phật tử? Từ Chiếu đại sư Ngài đưa ra 3 điều nghi nha. Không phải ngẫu nhiên mà Ngài đưa ra 3 điều nghi đối với người tu tịnh độ. Ngài bảo rằng chúng ta lại có một mối nghi ngờ mà không tin trọn vẹn. Nghi rằng công đức tu hành của mình ít oi quá, mà nghiệp của mình tạo ra thì quá sâu dày, không biết có được vãng sanh hay không. Đó là điều nghi ngờ thứ nhất. Ở điều nghi này được chư tổ đức của Tịnh Độ Tông quý Ngài giải thích: đừng nghi, dù công đức tu hành của mình, công năng niệm Phật ít ơi, nghiệp chướng mình sâu dày, thì Ngài ví dụ rằng ví như một căn nhà tối 100 năm hay là 1000 năm, nó bị
chìm trong bóng tối của trăm năm ngàn năm. Nhưng chỉ cần chúng ta đưa một ngọn đèn thắp sáng vào thì nó phá tan bóng tối của trăm năm ngàn năm, đúng không quý vị? Trước đây chúng ta bất giác vô minh, giống như ở trong một căn nhà tối. Bây giờ chúng ta thắp lên một cái ngọn đèn trí tuệ giác ngộ để nhìn thấu hiểu rõ hồng trần, và thắp lên cho mình một niềm tin đối với lời dạy của Phật. Thích Ca Mâu Ni Ngài có dạy chúng ta rõ ràng: muốn sanh về cái cõi nước Cực Lạc, hãy xưng danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Từ 1 đến 10 niệm, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật Cực Lạc quốc độ. Chúng ta đọc tụng trong kinh A-di-đà đó, chúng ta phải hiểu rõ cái nghĩa lý này để phát khởi một niềm tin sâu chắc về lời Phật dạy, và phải tin vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Ngài không có nguyện suông đâu quý vị ơi. Chúng ta dựa vào đâu mà chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin vậy? Đâu quý Phật tử thấy đó, Na Tiên Tỳ Kheo đã ví dụ cái vấn đề người mà cái nghiệp còn nặng, công đức tu hành còn ít ôi, nhưng vẫn có thể vãng sanh được. Sự vãng sanh đó gọi là đới nghiệp vãng sanh, mang nghiệp mà vãng sanh. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo Ngài giải thích như sau: Một hạt cát nhỏ nếu chúng ta thả dưới nước nó chìm quý vị ơi, nhưng một tảng đá to nếu chúng ta biết nương vào thuyền bè vẫn có thể vận chuyển đưa đến nơi mà mình muốn đến, đúng không quý vị? Nhưng một hạt cát nhỏ mà không nương vào thuyền bè thả xuống nước chìm liền. Ý Ngài nói rằng cái nghiệp phiền não của mình còn nhẹ, cái nghiệp của mình nhẹ như hạt bụi, hạt cát. Nhưng nếu ta nương vào năng lực của tự thân mình không đủ sức, bởi vì người muốn xuất ly tam giới phải gột sạch hết những kiến tư hoặc trong ba cõi. Nếu một mãi mai tình phàm chưa dứt, một mãi bụi trần tư niệm chưa quên, vẫn phải trở lui vậy lại trong dòng sinh tử của tam giới mà thôi. Do đó chúng ta nương vào năng lực tự thân không đủ sức để vượt khỏi cửa ải của tam giới, ta phải nương vào tha lực nhiếp thọ của Phật. Ở đây nói đến năng lực nhiếp thọ tiếp dẫn của Đức Phật A-di-đà, nương theo đại nguyện của Ngài, với một điều kiện là chúng ta phải tương ưng với đại nguyện của Phật, thì sẽ nương vào cái đại nguyện đó mà Phật tiếp dẫn mình giảng sanh. Dù nghiệp có nặng đi nữa, nhưng mà với lòng chí thành tha thiết muốn được vãng sanh, thì quý Phật tử chỉ cần tin sâu nguyện thiết xưng danh hiệu Phật, nghiệp cũ mình đã lỡ tạo rồi đừng cho tiếp tục tái phạm, không tái phạm lại lỗi lầm xưa, ngày đêm tu tập sớm trưa, y tâm học để chuyển trừ tam nghiệp, lấy quy giới thu nhiếp, giữ hiệu Phật không quên, thì đài sen chính phẩm chắc chắn được ghi tên, Cực Lạc gia hương sớm được gửi chất đó quý vị. Đừng nghi ngờ nha quý vị. Rồi cái điều nghi ngờ thứ hai từ chiếu đại sư Ngài đưa ra, có người nghi ngờ rằng tôi còn tham sân si phiền não chưa có dứt được, và còn ở tại gia cư sĩ như thế này, cũng như là với cái nguyện của tôi chưa có thực hành trọn vẹn, tôi mong rằng tôi có tiền có bạc tôi xây mồ xây mã cho ông bà tổ phụ, tôi có tiền có bạc tôi đi xây chùa, tôi đi đúc chuông, tôi đi tạo tượng, tôi đi bố thí giúp đỡ mọi người, tôi làm đủ những cái công hạnh đó rồi thì tôi mới được giảng sanh. Nhưng mà bây giờ tôi chưa làm xong, không biết có được giảng sanh không. Đó là cái sự nghi ngờ mà nó làm chướng ngại. Quý vị cứ làm được cái gì khả năng mình có thể làm được, tất cả những công đức phước lành dù lớn dù nhỏ ở trong tầm khả năng của mình làm được, hãy làm ngay đi quý vị ơi. Cứ làm để lấy đó làm hành trang tư lương cho mình trên một chuyến đi về. Làm tất cả bao nhiêu công đức vô biên, nguyện xin hồi hướng về miền lạc bang, kính khuyên tất cả đạo tràng phát tâm tu tập để liên bang phản hồi đó quý vị. Do đó quý vị tín nguyện sâu chắc rồi trì danh hiệu Phật,
tu tạo những công đức phước lành, lấy đó làm hành trang cho một chuyến đi về. Và đây chính là đôi cánh của con chim giúp cho chúng ta chấp cánh Tây Phương đó quý vị ơi. Hai năng lực ha, hai cái gánh là hai năng lực, ta gọi là nhị lực, tự lực và tha lực. Hồi nãy con nói tự lực là có bốn phương diện. Tự thân của chúng ta phải có năng lực của trí tuệ quán chiếu, thấy rõ ta bà đau khổ, vô thường, vô ngã để buông xả, đừng mê nhiễm nó. Rồi chúng ta cũng nương vào năng lực tự thân tinh tấn niệm Phật để làm gì? Để chuyển hóa những tập khí phiền não, những cái thói quen xấu ác. Nhờ niệm Phật, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài tự chuyển hóa được phàm tâm thôi. Rồi chúng ta phải tự thân mình phải có năng lực lễ Phật sám hối để tiêu trừ tội nghiệp của mình trong quá khứ và không tiếp tục tái phạm lại lỗi lầm xưa. Rồi chúng ta cũng phải nương vào năng lực của tự thân qua tín nguyện sâu thiết, tin thì phải thiệt sâu, nguyện cho tha thiết và hành trì chuyên cần. Đó là hành trang tư lương cho một chuyến đi về. Và chúng ta lại nương vào năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà. Bởi vì tự thân mình chưa đủ sức, chỉ có một cái cánh thôi, không có đủ sức để vượt khỏi trùng dương sanh tử đâu, mà cần phải có một cái cánh nữa, thành một đôi cánh thì mới chấp cánh Tây Phương được quý vị ơi. Và cái cánh bên kia được gọi là tha lực nhiếp thọ của Phật. Hay còn nói một cách khác, ngoài tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà còn có tha lực của thầy lành bạn tốt trợ duyên cho mình, đúng không quý vị? Và ở đây con xin mở cái ngoặc nhỏ, tha lực ở đây là năng lực của các bậc thiện tri thức, những bậc thầy lành hướng dẫn chỉ dạy cho mình. Tự thân mình gặp chướng ngại cái là mình ngã lòng, gặp một chút gì nghịch cảnh cái tiêu ma đi ý chí. Bây giờ chúng ta cần phải thường xuyên thân cận thiện tri thức, gần gũi các bậc thầy lành để lắng nghe những lời sách tấn hướng dẫn chỉ đạo của quý ngài. Và chúng ta cần phải nương tựa để nương nhờ tha lực của những người bạn đồng tu, đồng học, đồng hạnh trợ duyên cho mình, và nhất là trong giờ phút lâm chung, đúng không quý vị? Trong giờ phút lâm chung, thân đớn đau bức bách, tâm rối loạn quay cuồng, nếu chúng ta không chuẩn bị hành trang tư lương kỹ lưỡng cho một chuyến đi về, thì quý Phật tử ơi, đến giờ phút sắp lâm chung đó là giờ phút mà hầu như đối với hàng phàm phu của chúng ta, cái thân nó bức bách, nó đớn đau, nó bức ngặt dữ lắm, không phải dễ mà đi đâu. Có những người muốn chết mà chết không được, có những người muốn sống mà sống không yên, bởi vì bệnh tật bức ngặt, các căn suy hoại, ăn không được, ngủ không được, nó trăn trở vì bệnh tật, nó bức bách đau đớn vô cùng. Mà Tỉnh Am Đại Sư, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, ngài nói: quy chi tương phanh kỳ kỳ thoát sát giả do dị, thần chi dục tạ kỳ khử thể giả bội nan. Con rùa bị người ta lột xác phanh thay nó, cái đau đớn đó nó chỉ là một. Còn cái đau đớn của con người chúng ta khi thần thức sắp rời khỏi cái thân tứ đại này, nó gấp trăm gấp ngàn lần nữa quý Phật tử ơi. Do đó chúng ta còn phải có tha lực, là năng lực của thầy lành, của bạn tốt trợ duyên cho ta. Hiện tại thì trợ duyên cho ta trên con đường tu học, để cho chúng ta giữ vững bồ đề tâm, vượt qua mọi chướng ngại. Và đến giờ phút lâm chung thì cũng thầy lành bạn tốt thiện hữu tri thức đó lại có một năng lực trợ duyên cho ta, hộ niệm cho ta, trợ niệm cho ta, giữ gìn chánh niệm trong giờ phút lâm chung. Có đúng vậy không quý Phật tử? Lúc này là cần có người, người thân nè, bạn bè nè, pháp lữ đồng tu nè, các vị đến nơi và trợ niệm cho mình, ủng hộ cho mình bằng câu Phật hiệu, để hỗ trợ cho mình có được, giữ được cái năng lực của chánh niệm. Và thường xuyên ở bên cạnh mình nhắc nhở mình: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, ta bà giả cảnh nơi ta gửi thân sinh tử cao lắm, chỉ có trăm năm, cực lạc gia quê,
chốn ăn mạn niết bàn muôn thuở. Xin đạo hữu hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng chốc lại bạc đầu, rồi lại đến quan khâu một nắm. Cuộc trần thế ta hãy nên suy gẫm, tấm thân này do ngũ ấm duyên sinh, bởi do nơi nhiễm trước vọng tình, nên cảm thọ thân hình nam nữ. Sống dưới kiếp phù du lữ thứ, hễ có sinh có tử lẽ thường. Nay mãn duyên thì ta hãy trở lại cố hương, nương Phật hiệu để Tây phương thẳng lối, chớ vương vấn tình tiền muôn mối, mà sáu đường rắc rối chuyển xoay, cõi ta bà đau khổ lắm thai. Về cực lạc ngồi đài sen báo, đừng lưu luyến cửa nhà con cháu, muôn sự điều bỏ ráo mà đi. Tấm thân này còn chẳng xá chi, hơi thở dứt đời thì cũng dứt, sinh và tử làng hơi một tấc, bận lòng chi được mất buộc ràng. Hãy xả trần tâm để thần thức nhẹ nhàng, rời quán trọ trần gian ta buông gánh. Thân dẫu mất đừng sợ đạo hữu ơi, ta vẫn còn chân tánh. Giờ phút này hãy nương ánh từ quang, dốc một lòng thẳng hướng lạc ban, câu Phật hiệu rõ ràng miên mật. Xin đạo hữu hãy phát lòng chân thật, niệm A-di-đà Phật thiết tha, hãy mau mau cất bước liên tòa, đường sinh tử thoát qua cơn mộng. Giờ phút này huynh đệ đồng tu cùng hướng vọng, để phụng thỉnh từ tôn phóng bạch hào, tiếp dẫn đạo hữu Tây phương lạc cảnh bước vào, khuyên đạo hữu hãy mau mau niệm Phật. Đó là cái năng lực trợ duyên của huynh đệ đồng tu đó, nhắc nhở mình đừng quên mất chánh niệm, đừng quên mất ta bà đau khổ, đừng đắm chìm lưu luyến cửa nhà con cháu để làm gì, bởi muôn sự điều ta cũng phải bỏ ráo mà đi thôi. Thấy không quý Phật tử, thấy hai năng lực quan trọng không? Tự lực là cái chính, mà bên cạnh đó cũng phải có tha lực. Cho nên tự lực và tha lực được Liên Trì Đại Sư Tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông ví như đôi cánh của con chim. Vậy thì chúng ta hãy chấp đôi cánh mạnh đó, tự lực và tha lực, chấp cánh Tây Phương, được không quý vị? Và kế đến, con xin trích dẫn lời khai thị của Hám Sơn Đại Sư, cũng là cao tăng đời nhà Minh. Ở đời nhà Minh, Trung Quốc có 4 vị cao tăng: Liên Trì Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư, Tử Bá Đại Sư và Hám Sơn Đại Sư. Và 4 vị này đều chuyên tu tịnh độ. Liên Trì Đại Sư thì ban đầu tu thiền ngộ đạo rồi quy hướng tịnh độ, phát nguyện cầu giảng sanh. Hám Sơn Đại Sư một đời chuyên tu tịnh nghiệp, và Ngài khai thị trong tác phẩm nổi tiếng Mộng Du Tập. Hám Sơn Đại Sư Ngài dạy: chúng sanh phiêu linh nơi sáu nẻo luân hồi, trôi dạt trong dòng tam giới ba cõi. Bây giờ đây chúng ta phải nương vào cái đôi cánh để giúp cho chúng ta chấp đôi cánh này tiến thẳng về bầu trời Tây Phương an lạc. Và Ngài ví dụ cái đôi cánh đó gọi là nhị tu. Liên Trì Đại Sư gọi là nhị lực, ở đây Ngài nói là nhị tu. Mà nhị tu đó là gì? Hai phương cách tu, tu phước và tu huệ. Trong tác phẩm Mộng Du Tập, Hám Sơn Đại Sư lại nêu lên tu phước đó là gì? Bố thí cúng dường, trì giới phóng sanh, gọi là tu phước. Rồi tu huệ đó là niệm Phật. Quý vị ơi, Ngài khuyên chúng ta nên có hai cái phương cách tu. Tu phước ở đây, cái phước lớn nhất không gì hơn đó là sự phát tâm xả thí, bố thí cúng dường, xả bỏ cả thân mạng của mình để thực hành bố thí ba la mật. Quý vị làm được không? Xả bỏ cả thân mạng của mình để bố thí một cách trọn vẹn. Xả đây, xả tài, xả thân, xả tiền tài, vật chất, xả cả thân mạng của mình để cầu vô thượng đạo, để phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Chúng ta tu tạo những công đức phước lành, nói chung một việc phước thiện nhỏ nào ta không bỏ qua, ta đều làm tất cả.
Và kế đến chúng ta phải tu huệ, tu để phát triển trí tuệ. Ở đây Hám Sơn Đại Sư chỉ dạy cho chúng ta niệm Phật là một phương cách thanh lọc tâm, hàng phục tâm, an trú tâm, và cũng là một phương cách để cho bản thân của chúng ta sáng tâm. Cho nên Ngài nói tu để phát triển trí tuệ là chúng ta cần niệm Phật cho tâm an định, mà tâm định thì huệ sẽ phát, quý vị ơi. Bây giờ chúng ta nói về cái phương cách tu phước trước nha quý Phật tử. Có người nói tôi tu huệ không nổi, tôi thích tu phước à. Việc phước lớn nhỏ gì là tôi làm hết. Điều phước thiện nào dù lớn dù nhỏ tôi cũng đều làm. Nhưng mà kêu ngồi đó niệm Phật tiếng đồng hồ niệm nổi. Có không quý Phật tử? Vượt suối trèo non, ở đâu mà có chúng sanh đau khổ là mình phát khởi cái tâm lành, tâm thiện, muốn tu phước, muốn làm thiện. Vượt suối trèo non đi xa cỡ nào cũng đi đến nơi để bố thí, để giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh trong những hoàn cảnh khó khăn, ta gọi là tu phước. Nhưng mà bảo các vị đó ngồi lại để niệm Phật chừng tiếng đồng hồ, nói tôi ngồi không nổi, tôi nhức đau, nhức mỏi chịu không nổi. Hoặc là ngồi đó là cái tâm của mình vọng động muốn đứng dậy nó đi. Thì có trường hợp này, vị đó chỉ biết tu phước, thích tu phước mà không ưa thích tu huệ. Nhưng có người lại thích tu huệ mà không chịu tu phước. Tu huệ có nghĩa là gì? Tu tập để phát triển trí tuệ bằng phương cách trì chú, niệm Phật, tham thiền để được minh tâm kiến tánh, để thanh lọc tâm ý của mình mà phát sanh ra trí tuệ, chỉ hướng về nội tâm của mình để tu tập, để gạn lọc, để chuyển hóa, để sửa đổi chính mình. Nhưng mà những việc phước lành ở bên ngoài thì không chịu làm. Thì chư vị tổ đức có nói một câu như thế này: người chỉ biết tu phước mà không tu huệ thì vẫn hưởng cái phước báo trong dòng tam giới hữu lậu, không ra khỏi sanh tử luân hồi được đâu. Hãy nhớ điều này nghe quý vị. Còn người mà tu huệ mà không tu phước thì quý vị biết không, người mà chỉ tu huệ không mà không tu phước thì sự tu hành của vị đó bị chướng ngại rất nhiều. Vì sao vậy? Bậc thánh giả mà tiền kiếp không có tu phước mà tu hành hành bậc thánh thì cái vị đó cũng gian nan ôm bình bát không trở về, vì không có phước, không ai ủng hộ cúng dường, không ai hỗ trợ, cũng phải bị chướng ngại. Cho nên quý Phật tử phải phước huệ song tu, phải có một cái đôi cánh, không thể một cái cánh mà có thể làm nên. Do đó quý Phật tử phải chấp cho mình một cái đôi cánh theo lời Hám Sơn Đại Sư, đó là nhị tu, tu phước và tu huệ. Phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, hay ở địa vị của chúng ta gọi là phước huệ song tu, được không quý Phật tử? Ở địa vị của Phật gọi là phước huệ lưỡng toàn, nhưng mà ở địa vị của chúng ta là phước huệ phải song tu, vừa tu phước vừa tu huệ. Nhờ chúng ta có tu phước cho nên trong cái quá trình tu tập chúng ta có hoằng pháp, có lợi sinh, hay là tu tập cho bản thân của chúng ta nhờ cái phước nghiệp đó nó chuyển trừ tội nghiệp và ác nghiệp, cho nên vẫn thuận lợi trên con đường tu hành, vẫn là tốt cho mình, đúng không quý vị? Chúng ta không thể phủ nhận được điều này. Có người không có phước quý Phật tử ơi, mới phát Bồ Đề tâm tu hành cũng hướng đến con đường cần cầu giải thoát, mà không có phước cái bệnh tật trên thân nó bức bách hoành hành, tức là không có phước tuổi thọ, không có cái phước sức khỏe, cái bị bức bách trên thân thể đau đớn bệnh tật, hoặc là không có phước về tài vật, cho nên nội mà kiếm ăn thôi đã khổ lắm rồi, còn có thời gian đâu mà lo cái việc tu tập cho nó vẹn toàn. Vì vậy mà không tu phước, chỉ tu huệ không, nó lận đận, nó lao đao, nó chướng ngại nhiều lắm. Còn nếu mà tu phước không thì chỉ hưởng phước báo trong dòng hữu lậu của tam giới,
của đời này và đời sau. Nếu mà phước báo thù thắng thì sanh lên các cõi trời hưởng phước lạc. Nhưng quý vị có biết không, có sanh lên cõi trời đi nữa cũng gọi là tam thế quán. Tại sao gọi là tam thế quán? Tại sao vậy? Nó là kẻ thù của kiếp thứ ba. Kiếp này mình biết tu tập tạo phước mà mình không có tu huệ để giải thoát sanh tử luân hồi, cái mình hưởng phước báo ở kiếp thứ hai, ở đời sau. Rồi cái kiếp thứ hai mình hưởng cái phước báo đó, rồi mình đắm chìm trong cái sự hưởng thụ dục lạc, rồi tạo tội tạo nghiệp cái bị sa đọa ở kiếp thứ ba. Cho nên hưởng cái phước báo ở trong dòng tam giới còn gọi là tam thế quán là vậy đó. Vì vậy mà Đức Phật ở trong kinh Hoa Nghiêm Ngài dạy chúng ta, không chân hợp phát bồ đề tâm mà tu tập các thiện nghiệp thì những nghiệp lành đó nó trở thành ma nghiệp quý vị ơi. Nó sẽ làm chướng ngại cho chúng ta. Vì vậy quý Phật tử phải tu phước và tu huệ. Và với phương diện tu phước, Khám Sơn Đại Sư chia sẻ với chúng ta, chúng ta không bỏ qua một việc phước làm nhỏ nào. Việc nào lợi ích cho chúng sanh, dù nhỏ dù lớn, chúng ta đều làm. Bố thí giúp đỡ cho những người cô bần quả độc, những cô nhi, những người nghèo nàn thiếu cơm ăn áo mặc, gặp hoàn cảnh khó khăn, rồi những người già neo đơn, những quả phụ mà phải nuôi con khó khăn nhọc nhằn, chúng ta trợ duyên giúp đỡ gì cho những hạng người bất hạnh đó bằng phương cách xả thí, đem tài vật cho đi, cái đó cũng gọi là tu phước. Ngoài ra quý Phật tử còn biết phát tâm cúng dường tam bảo, hộ trì cho chư tăng chư ni có điều kiện an tâm tu học hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Quý Phật tử biết không, Phật đã nhập Niết Bàn mấy nghìn năm, giáo pháp của Ngài còn được truyền bá mãi cho đến ngày hôm nay là do chư tăng, là những người sứ giả của Như Lai, nói tiếp mạng mạch của Phật pháp để làm cho Phật pháp được xương minh, cho ngôi nhà tam bảo được trường tồn vĩnh cửu. Và chúng ta hộ trì để giúp cho chư tăng chư ni có điều kiện an tâm tu học để hoằng dương Phật pháp. Chư tăng ni với vai trò hoằng pháp, người cư sĩ tại gia với vai trò hộ pháp, hoằng pháp và hộ pháp, đó là nhiệm vụ hàng đầu để cho Phật pháp được xương minh, chúng sinh được lợi lạc. Hãy làm đúng vai trò của một người Phật tử tại gia hộ trì chánh pháp, được không quý vị? Rồi quý Phật tử lại còn biết phát tâm trì giới, tu tập bát quan trai giới, giữ gìn năm giới là giữ trọn đời. Nhưng mà tu tập bát quan trai giới một ngày một đêm, đây là cái hạnh của người xuất gia. Tuy chỉ một ngày một đêm nhưng mà giữ giới hạnh thanh tịnh, 60 ức kiếp không rơi vào ác đạo, và công đức phước đức bằng 100 năm tu phước ở thế gian. Cho nên quý Phật tử hãy phát tâm nghiêm trì tịnh giới. Giới là hàng rào, là bờ đê, là thành quách để giúp cho chúng ta ngăn giữ bọn quân phi pháp. Người tu học Phật pháp có biết trang nghiêm giới hạnh thì đó là mảnh đất tốt để tăng trưởng những thiện pháp, là nền tảng để tiến bộ tâm linh, là nơi an ổn đệ nhất để cho chúng sanh nương nhờ, và cũng là thành viên tích cực để làm cho Phật pháp được hưng thịnh đó quý vị ơi. Hãy phát tâm nghiêm trì tịnh giới cũng gọi là tu phước nữa nghe quý vị. Nhưng mà bên cạnh đó, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Cho nên nền tảng của việc nghiêm trì tịnh giới cũng là nền tảng căn bản để phát sanh ra tuệ giác. Do đó nếu quý Phật tử muốn tu huệ thì trước tiên chúng ta cũng phải giữ giới. Giữ giới hạnh rồi mới tâm của chúng ta mới an định. Tâm an định rồi mới phát sanh ra trí tuệ quý vị ơi. Giới định tuệ là ba môn học không thể thiếu trên con đường giải thoát giác ngộ. Mà hôm nay chúng ta được nghe lời khai thị của Hám Sơn Đại Sư, chúng ta tu phước, đó là nghiêm trì tịnh giới, là bố thí cúng dường, là phóng sanh cứu mạng. Quý vị làm tất cả những cái điều phước lành đó gọi là tu phước. Nhưng chúng ta không mong cầu hưởng phước báo trong dòng tam giới hữu lậu, mà chúng ta đem tất cả những phước lành tu tạo đây hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ, được không quý Phật tử?
Nếu được như vậy thì còn gì quý bằng. Là quý Phật tử đã có được một cái cánh rồi đó. Theo lời của Hám Sơn Đại Sư là có được một cái cánh rồi nha. Còn cái cánh nữa đó là tu huệ. Quý Phật tử biết không, trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì cái ý, cái tâm, cái ý của chúng ta là cái chủ động. Mà nếu quý Phật tử không thanh lập tâm ý của mình, không an trú trong chánh niệm, trong thiền định, thì không thể nào phát sinh ra tuệ giác. Trí tuệ giác ngộ mà thành tựu được là nhờ tâm an định. Mà tâm muốn an định thì chúng ta phải thực hành phương pháp. Đó là gì? Trì chú, tụng kinh, niệm Phật, tham thiền. Đó là những phương pháp để nhiếp tâm, nhiếp ý cho thanh tịnh. Hôm nay quý Phật tử là những hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật A-di-đà, thì khi đi nhất chí niệm Di-đà, mỗi bước thì là một câu qua, trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật, mười muôn ức cõi chẳng hề xa. Ngồi thì nhất chí niệm Di-đà, vẫn mình an tọa trên đài hoa, trong tâm hằng giờ luôn nhớ Phật, trời Tây Cực Lạc chỗ đài hoa. Nằm thì niệm Phật ở trong tâm, hãy buộc chặt hồng danh trong lặng câm. Được không quý vị? Đi đứng nằm ngồi đối duyên xúc cảnh, trong lúc thúc thức, trong lúc ngủ, chúng ta cũng nhớ niệm Phật, đem một câu A-di-đà Phật. Theo lời của Ngài U Đàm Đại Sư thì một câu A-di-đà Phật đó là bổn sư của ta, tức là vị thầy để hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tìm về giác đạo đó. Một câu A-di-đà Phật là một viên dũng tướng để chém dẹp bầy tà. Chém dẹp bầy tà, tà ma đó là ai? Là phiền não, tham sân si, là vọng tưởng điên đảo. Nó làm cho chúng ta cứ sinh tử luân hồi bởi vì mộng tưởng điên đảo. Bây giờ chúng ta viễn ly mộng tưởng điên đảo, tất cánh niết bàn. Cái bài này quý Phật tử đọc tụng thuộc lòng, thấy không? Xa lìa tất cả những mộng tưởng điên đảo để rốt ráo đạt đến niết bàn. Kinh Bát Nhã Tâm Kinh quý vị đọc tụng rồi đó, quý vị hiểu được cái ý nghĩa đó, thì quý Phật tử xa lìa tất cả những vọng tưởng điên đảo đó bằng cách lấy một câu A Di Đà Phật, buộc tâm mình trong đó, không để cho vọng tưởng có cơ hội xen tạp, không để cho phiền não có cơ hội ló đầu lộ diện. Hãy thực hành theo pháp này, thì đó là phương cách mà chúng ta tu huệ đó. Trong các phương cách tu huệ không gì đó là nhiếp tâm. Trong tất cả các phương pháp nhiếp tâm thì niệm Phật là một phương pháp thù thắng nhất. Hám Sơn Đại Sư nói rõ như thế trong tác phẩm Mộng Du Tập. Ngài nói trong tất cả các phương pháp nhiếp tâm thì niệm Phật là một phương pháp thù thắng, dễ thực hành, phải không quý vị? Đi đứng nằm ngồi chỉ nắm lấy một câu A-di-đà Phật hoặc là Nam-mô A-di-đà Phật, đó là một phương cách nhiếp tâm rất là hữu hiệu. Rồi quý Phật tử nghe lại lời của U Đàm Đại Sư. Ngài nói một câu A-di-đà Phật là dũng tướng chém bầy tà, một câu A-di-đà Phật là chiếc thuyền báo giúp cho chúng ta vượt khỏi biển sanh tử, một câu A-di-đà Phật đó là vị đạo sư hướng dẫn chỉ đường cho ta, một câu A-di-đà Phật đó là vị lương y chữa lành căn bệnh phiền não khổ đau cho chúng ta, một câu A-di-đà Phật đó chính là chiếc phao nổi giữa biển đời, một câu A-di-đà Phật đó là chiếc cánh để chấp cho ta bay về Tây Phương đó quý vị ơi. Hãy thực hành theo đây. Được không quý Phật tử? Niệm Phật dễ hay khó? Dễ hay khó quý Phật tử? Dễ. Mấy em bé nhỏ đi đến chùa mới vừa biết đi biết chạy, vào chùa cái ba mẹ nói Nam Mô Di Đà Phật đi con, cái nó biết chắp tay Nam Mô Di Đà Phật. Một đứa bé nhỏ nó cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật được. Cho nên quý Phật tử nói niệm Phật dễ. Dễ là đối với ai vậy? Đối với chúng ta có duyên với Phật A Di Đà, có duyên với Phật, có duyên với Phật Pháp thì chúng ta nói niệm Phật dễ. Nhưng mà không có duyên không dễ chút nào. Chính chúng con đã từng đi các nơi để làm từ thiện, để hỗ trợ cho con đường
phụng sự đạo pháp, phục vụ chúng sanh, phụng đạo ít đời. Thì hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta thường làm những việc từ thiện xã hội, gọi là tu phước. Nhưng mà bên cạnh đó cũng gieo duyên Phật pháp, gieo duyên giải thoát cho chúng sanh. Cho nên đi đến đâu phát quà, chúng con cũng xin các vị không cần phải nói lời cảm ơn. Những món quà này là những món quà nghĩa tình, chia sẻ, yêu thương đến với quý Phật tử, đến với bà con. Nhưng mà chỉ mong sao quý vị chỉ chấp đôi bàn tay lại và xin niệm danh hiệu một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu cũng được nữa. Vậy mà có gì người ta không chịu, nói cỡ nào luôn cái người ta nói mắc cỡ chết luôn. Nam Mô A Di Đà Phật mà mắc cỡ chết luôn. Rồi có lần một em bé này 11, 12 tuổi, không phải là nhỏ đâu, mà đưa cho nó món quà cái nói Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Nó nói không. Nam Mô A Di Đà Phật không. Nam Mô A Di Đà Phật đi con không. Nó làm vậy nha. Thì nó không, mình cũng cương lên để cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cho nó gieo một hạt giống Phật. Nhưng mà khi nói con không Nam Mô A Di Đà Phật thì quý cô sẽ không tặng cho con món quà này. Các bạn đều Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Tại vì quý cô ở chùa, quý cô chỉ cần đáp lại bằng một câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Cái nó nói cái gì cũng nói mà trừ cái đó ra. Ghê chưa quý Phật tử, cái gì cũng nói mà trừ cái đó ra. Rồi con mới nói vậy thì con không Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ không nói, bây giờ rút lại 4 chữ A Di Đà Phật được không con? Không, 2 chữ được không con? Mô Phật. 2 chữ là Mô Phật, có chữ Phật trong đó cũng được rồi. Cái nó nói không, cỡ nào nó cũng không. Cái con nói bây giờ con không niệm, con không nói thì quý cô sẽ không cho. Cho hết quà còn có 2 phần. Nó thấy cái nó sợ quá, nó khóc. Nó sợ nó không có, nó khóc. Cái con quay lại con nói thì con Nam Mô A Di Đà Phật đi cô cho. Các bạn có 1 phần, cô tặng riêng cho con 2 phần là ưu ái cho con lắm rồi, để được gieo duyên lành với con. Nam Mô A Di Đà Phật 2 phần quà con. Cái nó nói không, cái gì cũng nói mà trừ cái đó ra. Dữ dội ghê chưa. Cái con mới nói 2 phần quà thêm 50.000 Nam Mô A Di Đà Phật được không. Cái nó suy nghĩ, suy nghĩ cái nó nói 100.000 đi nói liền. Nó kêu 100.000 đi nói liền. Cái con nói rồi 100.000 luôn. Cái nó nói đưa tiền trước đi. Nó sợ mình nói gạt nữa, anh đưa tiền trước đây. Lúc đó cô Diệu Tâm á, là cô Bích ở Cao Lãnh á, cũng đi chung theo đoàn với chúng con. Con quay lại nói cô Bích ơi, cho con mượn 100.000 đi để con độ cho chúng sanh này. Cái con mới nói nè con, 100.000 nè, 2 phần quà 100.000 nè, Nam Mô A Di Đà Phật đi con. Một tay nó giật, tay nó giật cái nó nói Nam Mô A Di Đà Phật đó, con cũng Nam Mô A Di Đà Phật à. Một hạt giống Phật đã gieo vào một mảnh đất chai lì sỏi đá. Cái quý Phật tử nói cô đâu cần phải đưa ra 100.000, nó niệm thì không có quà, nhưng mà không độ được chúng sanh này. Mình biết chúng sanh này căn cường lắm rồi, thôi kệ, 100.000 mua một hạt giống Phật gieo vào đó, vào cái mảnh đất nó khô cằn, nhưng mà mình nương nhờ cái nhân đó, nếu mà đủ duyên nó sẽ nảy mầm, phải không? Hạt giống đã gieo rồi thì đã gieo cái nhân rồi, thì cần cái đủ duyên nữa là nó sẽ nảy mầm thôi. Cho nên đối với quý Phật tử, con hỏi niệm Phật dễ hay khó, thì quý Phật tử nói dễ. Niệm Phật bao lâu rồi? Có người trả lời 5 năm, 10 năm, có người trả lời 20 năm rồi. Cái con hỏi vậy chứ, vậy chứ học cái bài này 10 năm, 20 năm thuộc lòng chưa? Thuộc lòng chưa quý Phật tử? Tức là có nằm lòng cái câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, có nằm lòng chưa, có thuộc chưa? Hay là giống như đệ tử của tôn giả Châu Lợi Bàn Đặt, học trước quên sau, niệm không biết bao nhiêu năm rồi mà lúc nhớ lúc quên, có khi ngủ quên tút lút, có khi đối duyên xúc cảnh thì đề khởi một câu Nam Mô A Di Đà Phật không đề khởi được. Mà ai đó đến khuyên nghe thôi bớt giận nóng, bớt nóng đi, bà ra chỗ khác à nghe, bà tránh ra chỗ khác à, giờ này tôi không có Nam Mô A Di Đà Phật gì nữa hết. Có những lúc chúng ta cự lại nữa, ai mà nhắc nhở mình cự lại nữa. Cho nên con xin thưa một câu Nam Mô A Di Đà Phật nhưng không dễ chút nào. Phát tâm để mà xưng danh hiệu Phật đã là khó, mà khi niệm Phật rồi mà giữ cho cái tâm chuyên nhất
cũng lại càng khó hơn, đúng không quý Phật tử? Mà niệm mà để không cho gián đoạn niệm lâu dài khó lắm. Một cái gì mình ăn một món mà ngày nào cũng ăn món đó lâu ngày nó ngán, ngày nào cũng bắt mình niệm Phật hoặc là đi đến chùa cứ A Di Đà Phật mà không có tiết mục gì vui vui mà cứ A Di Đà Phật không chán muốn chết. Phải chỗ nào lựa chỗ nào ca hát giỡn hài chút xíu thì mình mới vui, mình mới đến đạo tràng đó. Chúng ta đi đến đây là đạo tràng tu tập, chứ không phải cầu mấy cái vui chơi, không phải cầu những cái hí luận và cái vui chơi ở thế gian, cái hí tiếu ở thế gian. Chúng ta không cầu những cái này, mà chúng ta cầu cái niềm vui của sự tịch tịnh, của sự vắng lặng ở nội tâm. Nhờ quý vị có chuyên tâm tu tập, đi đứng nằm ngồi nhiếp tâm trong chánh niệm, cho nên mới sanh ra, phát sanh ra trí tuệ. Giống như cái ly mà đựng nước ở đây nè quý Phật tử, mà mình cứ cầm mình lắc nó về hoài, mình lắc nó về hoài thì nó cứ dao động hoài, không có lúc nào yên. Mà cặn bã trong đây đầy hết nha, lắc hoài vậy, đục ngầu hết. Quý vị để yên nó đi, để yên lặng nó, thì cái ly nước dù nó có đục mà để yên lóng rồi, yên lặng rồi, cái cặn bã nó sẽ nằm ở bên trong phía dưới, rồi mình gạn lọc cái nước trong ra, bỏ cái cặn bã đó. Thì cái việc tu tập niệm Phật cũng là một phương cách thanh lọc tâm, gạn lọc tâm đó quý Phật tử ơi. Hãy thực hành theo đây đi quý vị. Nếu không có sự tu tập để gạn lọc thanh tịnh cái tâm của mình, thì tâm ý của chúng ta nó giống như khỉ vượn truyền cây, nó giống như con ngựa chạy đông nơi đồng nội, nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường mà ta gọi là hiểm lộ, nó dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi sai trái mà mình vô phương khống chế luôn đó quý vị ơi. Do đó quý Phật tử phải có sự tu tập để nhiếp tâm, mà nhiếp tâm cho thanh tịnh rồi thì trí tuệ phát sanh. Cho nên Hám Sơn Đại Sư nói, trong các phương cách tu huệ thì niệm Phật là thù thắng, bởi vì phương pháp niệm Phật rất là dễ thực hành. Mong rằng quý Phật tử ngày nay đã nghe được pháp môn Tịnh Độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, hãy phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, được không quý vị? Bên cạnh đó chúng ta tu phước nữa, tu thêm những cái phước lành ở thế gian, đó là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ các bậc sư trưởng, mở trải tâm từ bi, không giết hại chúng sanh, tu tập 10 nghiệp lành dựa trên 3 cơ sở của thân, của khẩu, của ý. Cái đó gọi là thế phước. Rồi quý Phật tử thọ trì tâm quy, gìn giữ các giới, hoặc là ngũ giới, hoặc là bát quan trai giới, hoặc là Bồ Tát tại gia giới, hoặc là thập thiện giới. Quý Phật tử giữ gìn tất cả các giới đó cũng hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ. Cái đó gọi là giới phước. Cái phước này do nghiêm trì tịnh giới mà có ra, gọi là giới phước. Còn hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ các bậc sư trưởng, mở trải tâm từ bi, không sát hại chúng sanh, và thường tu tập thập thiện nghiệp, cái này gọi là thế phước, tức là cái phước lành ở thế gian. Còn giới phước là cái phước do nghiêm trì tịnh giới. Và cái loại phước thứ ba nữa gọi là hành phước, hay còn gọi là hạnh phước, đó là phát bồ đề tâm, tinh sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến hóa người tu hành. Cái đó gọi là hành phước. Nếu quý Phật tử tu tập một trong ba loại phước nghiệp đó, đều có thể đem cái phước lành này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật Tịnh Độ, nương phước nghiệp mà vãng sanh Cực Lạc. Đó chính là chiếc cánh của con chim sẽ giúp cho chúng ta nương nhờ cái cánh của việc tu phước, nương nhờ cái cánh của việc tu huệ. Đôi cánh này sẽ giúp cho chúng ta bay về Tây Phương, cho nên gọi là chấp cánh Tây Phương đó quý vị ơi. Nãy giờ con nói về mặt lý thuyết và thực hành, bây giờ con xin dẫn chứng. Lý thuyết đưa ra rồi ha, thực hành cũng nêu rồi, bây giờ dẫn chứng cho quý Phật tử đủ lòng tin để quý vị thực hiện. Trước tiên thì con dẫn chứng về vấn đề tu phước. Quý Phật tử có biết không,
Dù Đức Phật của chúng ta, bậc thầy trong ba cõi, Ngài đã chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn gần 5 thập kỷ chu du hoằng hóa để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật không bỏ qua bất cứ một việc phước lành nhỏ nhoi nào, và Ngài tuyên bố rằng đừng khinh thường một việc, một giọt nước. Giọt nước tuy nhỏ chứa lâu ngày cũng đầy cả lu lớn. Đừng khinh thường một việc xấu ác nhỏ mà chúng ta làm đi, thành ra cái tội nghiệp lớn mà chính mình phải chịu quả báo. Đừng khinh thường một việc phước làm nhỏ mà không làm thì không làm sao có được cái phước lớn đâu quý vị ơi. Cho nên chúng ta nương theo lời Phật dạy đó và nương theo hạnh của Phật. Phật không bỏ qua một việc tu phước nào. Phật là bậc thầy của tất cả chúng sanh mà Ngài còn đi chăm sóc tắm rửa cho một vị tỳ kheo bị bệnh cùi. Phật là bậc thầy của chúng sanh vậy mà Ngài ngồi giá từng cái y rách, như trường hợp đã giá y cho tôn giả A Na Luật khi Ngài bị mù. Ngài không thấy đường để giá cái y của Ngài bị rách. Ngài mới nói ai đang đi ngang đó làm phước, xỏ giùm tôi cái kim. Đức Phật đến đỡ tay Ngài và nói để ta làm phước cho. Nghe tiếng nói của Phật, cái ông Ngài A Na Luật rút cái tay lại và nói: Bạch Thế Tôn, Ngài là một bậc đại phước đức rồi, thì làm sao con dám yêu cầu Ngài làm phước. Phật bảo rằng đừng nói như thế. Sở dĩ có được cái đại phước đức đó là nhờ chúng ta bòn móc từng chút phước nhỏ đó quý vị ơi. Cho nên quý Phật tử, đối với cái phước ở thế gian, việc lớn việc nhỏ nào mà làm lợi lạc, chúng ta biết đó là điều phước, đó là điều lành, chúng ta tích cực mà làm, đó gọi là tu phước. Và con xin kể câu chuyện về tấm gương của một người cư sĩ tại gia đã được Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không nhắc nhở đến trong các thời pháp thoại của Ngài lúc Ngài còn sinh tiền. Ngài nói đến vị cư sĩ đó là cư sĩ Lý Mộc Nguyên, người Singapore. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên là một người hộ pháp đắc lực cho Tam Bảo, và đặc biệt lại có duyên hộ pháp cho Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Trong lúc đang dụng công tu để tròn đầy phước huệ, để chấp đôi cánh cho mình để bay về Tây Phương Cực Lạc, thì đang trong lúc tu phước tu huệ đó, thì cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát hiện bệnh tật ở trên thân. Và khi đi đến bệnh viện khám thì bác sĩ cho biết ông bị ung thư, và tế bào ung thư nó đang di căn trong ngũ tạng của ông. Bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật để hóa trị. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ban đầu thì định bụng thôi, cái tuổi này rồi, mình sắp mấy 70 rồi mình cũng đi dừa. 70 tuổi đời nay đã khó mà mình cũng 70 rồi cũng đi dừa rồi, không sao. Trước sau sớm muộn cũng phải đi về, cái thân này cũng phải trả về cho đất nước gió lửa. Bởi vì thân này chúng ta vay mượn các duyên mà. Quyết định chọn con đường Tây Phương, nhưng mà vợ con khóc quá, năn nỉ đòi ông phải điều trị đi. Và còn nói biết đâu ông điều trị rồi sống thêm vài năm nữa, thì để ông làm những công đức phước đức cho đầy đủ rồi mới về Tây Phương được. Ông thấy vợ con cứ lo lắng cho mình, cứ năn nỉ sớm tối như vậy, cái ông ưng thuận lời đề nghị và đã hợp đồng với lại bác sĩ là chọn ngày phẫu thuật đưa lên lịch rồi. Còn có vài ngày nữa là đến ngày mà phẫu thuật để hóa trị, thì cư sĩ Lý Mộc Nguyên được người bạn đồng tu điện thoại đến và mời đi đến một đạo tràng để hướng dẫn cho khóa tu. Mà khóa tu này là một tháng. Cái cư sĩ Lý Mộc Nguyên tối hôm đó suy nghĩ một con đường sanh tử cá nhân và một con đường Tây Phương, mình chọn con đường nào. Cuối cùng rồi cư sĩ Lý Mộc Nguyên quán thấy trước sau sớm muộn cái thân này mình cũng phải trả về cho đất nước gió lửa. Không chết bây giờ mai mốt cũng chết, không chết sớm thì chết muộn, không chết trẻ thì chết già, có ai mà thoát khỏi cái chết đâu. Thôi thì bây giờ mình nương vào cái thân bệnh tật này, mình tạo thêm một chút công đức để có đủ hành trang tư lương trở về. Cho nên quyết định chọn con đường Tây Phương, hủy bỏ cuộc hẹn giải phẫu điều trị nơi bác sĩ. Vợ con ông tiếc khóc luôn,
mà ông cũng dứt khoát không điều trị để đi đến đạo tràng tham dự và ủng hộ cho khóa tu. Ông đến đạo tràng, ông làm lợi ích cho huynh đệ rất là nhiều. Ông giống như là một người huynh trưởng điều hành trong phần nghi lễ ở thời khóa tu tập. Rồi bên cạnh đó, ông vừa tu vừa niệm Phật, vừa chấp tác, vừa hướng dẫn cho huynh đệ của mình, gọi là phước huệ song tu đó quý vị. Cái một tháng trôi qua, cái ông nhận thêm cái đạo tràng khác nữa, tuần lễ nhận thêm đạo tràng khác nữa, một tháng cứ vậy đó. Mà lây lất, bác sĩ nói nếu ông điều trị thì ông có thể sống được 6 năm, nếu ông không điều trị không sống được 6 tháng đâu. Mà cư sĩ Lý Mộc Nguyên đã chọn con đường Tây Phương, hằng ngày tu phước tu huệ, đem cái thân bệnh tật này để cúng dường Tam Bảo, để phục vụ Tam Bảo, phụng sự chúng sanh không tiếc luôn. Có chết đi nữa cũng đủ công đức phước đức về rồi, nghĩ vậy đó. Mà ông tinh thần rất là lạc quan, giữ cái tâm thanh tịnh và không cầu cho con được hết bệnh mạnh khỏe gì cả, mà chỉ cầu cho con mau được giảng sanh, chỉ cầu cái này thôi. Vậy mà không phải 6 tháng giống như lời nói của bác sĩ, nếu không điều trị thì không sống nổi 6 tháng. Cái công đức của sự tu hành, công đức đó thù thắng lắm quý huynh đệ. Nó sẽ chuyển được cái nghiệp của chúng ta, chuyển nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ quá không. Và người mà còn duyên ở cõi ta bà thì nhờ cái công năng tu tập niệm Phật đó, nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển nặng thành nhẹ, chuyển nhẹ quá không, sẽ kéo dài thêm tuổi thọ. Còn nếu mà đã hết duyên trần rồi thì cũng nhờ công đức đó mà được vãng sanh. Ông hiểu được đạo lý này, cho nên ông quyết tâm chọn con đường Tây Phương, rồi cứ tham gia phục vụ cho đại chúng, rồi niệm Phật cộng tu với đại chúng. Ngày qua ngày không phải 6 tháng mà 6 năm trôi qua như vậy, ông vẫn còn mạnh khỏe. Cái huynh đệ thấy ông mạnh khỏe còn sống mà không đi khám bệnh gì hết nha, không đi bác sĩ, không đi khám bệnh, và lấy A Di Đà Phật là vô thượng y vương, lấy cái liều thuốc A Di Đà Phật đó để điều trị thân bệnh và tâm bệnh của mình. 6 năm trôi qua, một hôm các huynh đệ đồng tu muốn kiểm tra sức khỏe cho mọi người được an tâm, mới đưa ông lên xe, nói ông lên đây ông ngồi, tôi chở ông đi đến đây. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên tưởng chở đến đạo tràng nào, ai ngờ đâu đưa ông đi đến bệnh viện quý Phật tử ơi. Khi đưa vào trong bệnh viện rồi mới nhờ yêu cầu bác sĩ thăm khám lại hết. Và khi bác sĩ thăm khám lại và bác sĩ đều ngỡ ngàng và nói rằng trong 6 năm qua ông điều trị bằng phương thức gì mà tế bào ung thư hoại diệt hết, ông hết bệnh luôn. Trong khi đó ông bị khối u của phổi mà nó đã di căn qua gan luôn. Vậy mà ông niệm Phật, ông tích cực tu phước, ông chuyển được nghiệp. Bởi vì ông còn duyên trần, duyên đời vẫn còn, còn duyên để sống ở cõi ta bà. Ông tiếp tục tu phước tu huệ, và ông đã chuyển được cái nghiệp bệnh ung thư. Hết bệnh rồi, ông lại cũng không vì thế mà đắm mê cái cõi ta bà này mà không muốn rời chân. Lúc nào tâm nguyện nguyện của ông cũng tha thiết muốn về Tây Phương Cực Lạc. Nếu như Đức Phật đến giờ nào, con sẽ theo Phật đi giờ đó, không tiếc nuối gì cả. Và ông làm cái việc đó là mỗi ngày lấy xe hơi chở cho quý ông quý bà mà lớn tuổi không có đủ điều kiện đi đến đạo tràng tu, thì ông đưa đi rước về, đưa đi rước về, cứ vậy đó. Có nhiều khi đi vào vùng mà không có cây xăng, thì do đó mà trên xe của ông luôn luôn lúc nào cũng có một cái can xăng rất lớn 40 lít. Cái bữa đó cảnh sát Singapore bắt những người tham gia giao thông, hầu như là một hàng loạt xe nào cũng bắt dừng lại để kiểm tra. Thì có người bị bắn vì nồng độ, bắn vào thử thì thấy nồng độ men rượu á, nồng, và bị bắt bởi vì có độ cồn, bị bắt thì bởi vì phạm luật giao thông. Rồi đối với cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng bị cảnh sát bắt luôn, mà không phải là bị nồng độ cồn hay là chạy quá tốc độ, mà do vì trên xe của ông có một can xăng thật lớn và có một cái áo tràng màu nâu, máng trên đó người ta nghi ngờ ông phóng hỏa giết người, cho nên bắt ông, nghi ngờ thôi bắt ông giam.
Thì gia mông như vậy là chiều thứ bảy phải đợi hết nguyên cái ngày chủ nhật, là cái ngày ta không có làm việc, phải sáng thứ hai mới làm việc, mới thả ra. Cho nên cư sĩ Lý Mộc Nguyên khi đưa các ông các bà về nơi nhà rồi, trên đường trở về nhà mình bị cảnh sát bắt, cái bắt vào trong đồn cảnh sát. Thế thôi cũng tùy duyên tùy cảnh, mà chỗ nào cũng là đạo tràng. Cái ông vô ngồi trong cái đồn cảnh sát, ông ngồi ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ông vô ông ngồi niệm Phật. Mấy ông mà bị bắt bởi vì men rượu á, nồng độ cồn nhiều, hoặc là phạm vào cái luật giao thông mà bị bắt chung, cái nói Nam Mô A Di Đà Phật cái gì, ông niệm Phật, nếu mà A Di Đà Phật của ông linh thì đâu có để ông bị bắt vào đây. Mà ông đã bị bắt vào đây tức là Phật của ông không linh, thì ông niệm để làm gì? Cái cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói sao biết Phật không linh vậy, cứ niệm đi chút là được thả ra. Cái mấy ông này mới nói, nếu mà bữa nay mà chiều thứ bảy rồi mà ông được thả ra thì tôi mới tin A Di Đà Phật của ông nữa nha. Cái ông biết sao, cái ông cảnh sát trưởng ông ở tại nhà, buổi chiều thứ bảy ông ở gia đình của ông mà ở nhà, ông dùng cơm chiều xong mà tự nhiên cái bụng của ông nó nóng rang, giống như bị thiêu, bị đốt vào trong đó vậy, nóng ruột. Ở nhà ông Nguyên, cái ông xách xe ông chạy đến đồn cảnh sát. Cái ông đi dạo qua, ông nói sao mấy người này bị bắt nhiều vậy, bị tội gì, tội gì, tội gì. Rồi xong cái lợi, cái thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên quay mặt vào vách mà cầm tay cầm sao chuỗi niệm Nam Mô Di Đà Phật, hỏi ông làm gì ngồi đây. Rồi thấy cầm sao chuỗi hỏi thì sao ông bị bắt vậy. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói, tôi cũng biết vì sao tôi bị bắt, tôi đâu có chạy quá tốc độ đâu mà bị bắt. Cái hỏi ra các vị cảnh sát kia mới nói là trên xe của ông có một cái thùng xăng lớn lắm, mà còn có cái áo màu nâu nữa. Nghi ngờ là ông đi phóng hỏa chứ, mắc cái gì mà phải có cái thùng xăng trên xe, cây xăng thiếu gì. Cái cảnh sát trưởng hỏi, xe của ông chứa xăng chi dữ vậy? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói, tại vì tôi chở các vị đi đến chùa, người ta già người ta đi không được, làm phước để chở họ đi đến chùa, đưa đi rước về, có khi vào cái vùng đó không có cây xăng, vào chỗ vùng sâu vùng xa không có cây xăng, cho nên tiện thì có đổ thùng xăng mang theo để không bị chướng ngại. Nghe nói vậy hỏi, ông có vi phạm gì không? Các vị cảnh sát kia nói, ông không có vi phạm gì, không vi phạm gì bắt người ta chi, thả người ta ra đi, người ta là đi làm công quả, đi làm phước mà. Mà sở dĩ có một canh xăng, người ta nói lý do rồi đó, sở dĩ có áo tràng nâu là cái áo tràng ta mặc ta đi hành lễ, đi chùa, tại mấy ông biết thôi, thả người ta ra đi. Nói xong cái họ làm giấy tờ họ thả. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên ra, cư sĩ Lý Mộc Nguyên ra cái chắp tay lại nói với những người mà đang bị bắt ở chung đó, Nam Mô A Di Đà Phật của tôi linh chưa? Nam Mô A Di Đà Phật của tôi linh chưa? Thì các vị đó nói, trời ơi sao ông được thả ra vậy, Nam Mô A Di Đà Phật tôi tin rồi đó. Con kể một cái câu chuyện nhỏ mà Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không lúc xin tiền ngài kể. Và ngài có nói như cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cư tại chi sĩ, cư gia chi sĩ, tại gia chí Phật đạo giả. Người cư sĩ tại gia mà tâm trí hướng đến Phật đạo, cần cầu giải thoát, xả bỏ cả thân mạng của mình, lo tô bồi, vung bồi, phước huệ. Cho nên đã chuyển được cái nghiệp trong quá khứ và đã tích tụ cho mình có được hành trang công đức để trở về Tây Phương. Đây được gọi là chấp cánh Tây Phương đó quý vị ơi. Con kính chúc cho toàn thể quý Phật tử hãy tạo cho mình có một cái đôi cánh, nương vào lời khai thị của Liên Trì Đại Sư. Đôi cánh đó được gọi là nhị lực, năng lực của tự thân và năng lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Năng lực của tự thân mình phải có trí để quán chiếu thấy rõ cảnh duyên ta bà vô thường, vô ngã, khổ đau, để phát khởi cái tâm tu cần cầu giải thoát, không tham đắm trần cảnh. Và chúng ta cũng nương vào năng lực của sự tinh tấn niệm Phật để chuyển hóa nghiệp trong quá khứ và để tiêu trừ phiền não vọng tưởng ngay trong hiện tại. Và cũng nương vào cái năng lực của tín nguyện sâu thiết đó để giúp cho chúng ta một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Đó là về năng lực tự thân. Còn cái tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà thì chúng ta tin tưởng vào đại nguyện nhiếp thọ của A-di-đà Phật. Ngài không có nguyện suông, nguyện dối đâu.
Quan trọng ở chỗ là chúng ta có đầy đủ lòng tin, có tha thiết, có quyết tâm vãng sanh hay không. Ấn Quang Đại Sư Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông Ngài nói: tự thị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Tự mình chẳng muốn về, nếu ai muốn về, về liền được. Quê cũ trăng gió có ai tranh, con xin tạm dịch rằng vãng sanh phát nguyện đi thôi. Non xanh nước biếc mặt người quẩn quanh, quê nhà chẳng chịu về nhanh. Hãy về ắt được ai dành với ta, phải không quý vị? Nếu ta muốn về, về liền được. Quan trọng mình có muốn về Tây Phương, hãy khẳng định lập trường của mình muốn về Tây Phương hay không. Nếu muốn về, ta về liền được. Phải tin sâu nguyện thiết và hành trì tinh tấn chuyên cần, đó là hành trang để trở về. Rồi quý Phật tử tin tưởng vào tha lực nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà, là quý vị có đầy đủ niềm tin, nguyện lực tha thiết và sự hành trì chuyên cần, là quý vị nương vào hai năng lực tự lực và tha lực, chính là đôi cánh chấp cho chúng ta bay về Tây Phương đó quý vị. Và qua lời của Hám Sơn Đại Sư thì đôi cánh để chúng ta cần phải chấp để bay về Tây Phương đó là nhị tu, hai phương pháp tu tập: tu phước và tu huệ. Mộng Du Tập, tác phẩm nổi tiếng này, Hám Sơn Đại Sư dạy tu phước đó là bố thí, cúng dường, phóng sanh, trì giới; tu huệ đó là niệm Phật. Ngài khuyên chúng ta hãy nương vào phương cách tu phước tu huệ, đó chính là đôi cánh chấp cho ta về Tây Phương Cực Lạc. Và cuối cùng xin tặng quý Phật tử một bài thơ sau đây: luân hồi ba cõi chẳng yên, sáu đường lên xuống triền miên khổ sầu. Đời người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng giải dầu cỏ hoa. Lầu sương nhạt ánh trăng tà, hoàng lương một giấc tỉnh ra mơ màng. Chi bằng về cõi lạc ban, hoa khoe sắc ngọc, gió đàn pháp âm. Trời giải thoát cảnh thầm thâm, an vui vĩnh kiếp tuyệt lầm lỗi xưa. Chỉ câu Phật hiệu đừng thưa, Tây Phương Cực Lạc tam thừa vượt trên. Đài sen chính phẩm ghi tên, nhẹ nhàng cất bước về bên A-di-đà. Bài thơ thứ hai kính trao tặng với quý Phật tử như sau: đường về cực lạc xa xôi, đường theo thế lợi ôi thôi dẫy đầy. Dấn thân trong chốn bùn lầy, lối về quê cũ trời Tây mịt mờ. Giật mình chợt tỉnh cơn mơ, nhìn lên mái tóc bạc phơ mấy tầng. Bấy lâu làm khách phong trần, bước chân phiêu bạc xa dần cố hương. Quẩn quanh ba cõi sáu đường, say xưa trong giấc mộng trường chưa tan. Hôm nay gặp được đạo tràng, phát tâm niệm Phật liên bang trở về. Kính chúc cho quý Phật tử chấp cho mình được một đôi cánh của năng lực tự thân, gọi là tự lực, năng lực của Phật và chư huynh đệ đồng tu đồng học đồng hạnh thiện tri thức, ta gọi là tha lực, để bay về Tây Phương và xin phước huệ song tu, để đời sống hiện tại này chúng ta nhờ đôi cánh của phước của huệ, nhờ đôi cánh của tự lực và tha lực đó, giúp cho chúng ta tung mây lướt gió giữa bầu trời giải thoát và xin hướng thẳng về Tây Phương, nơi một cảnh giới không có phiền não nhiễu nhương, và nơi đó có chim nói pháp, có gió reo kinh, có các bậc thượng thiện hữu thường văn pháp âm, thiện hữu đồng cư. Nơi đó chúng ta sẽ tiếp nhận được Phật quang của Đức Phật A Di Đà chiếu soi đến thân tâm, và nương vào năng lực đại bi nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà cộng với một đời sống thù thắng, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu, gọi là thọ mạng vô lượng. Với năm điều thù thắng đó thì hành giả nào được sanh về Tây Phương Cực Lạc đồng chứng bất thối và đồng thành tựu năm pháp bất thối, đó là đại bi gia trì bất thối, Phật quang chiếu xúc bất thối, thường văn pháp âm bất thối,
thiện hữu đồng cư bất thối và thọ mạng vô lượng bất thối. Và khi không còn bị thối lui, như vậy tiến mãi, tu tiến mãi cho đến khi thành Phật đạo và xin nương vào bi nguyện để trở lại cõi ta bà cứu độ chúng sanh. Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử đồng phát tâm lành, đồng niệm Phật danh, đồng sanh cực lạc. A Di Đà Phật. Trân trọng minh kính mời quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.